Bên cạnh công nghệ đỉnh cao thế giới, BB Thanh Mai đã làm hàng ngàn khách hàng hài lòng nhờ đội ngũ bác sĩ tài năng, trong đó nổi bật là tiến sĩ Ty Nately. Ông từng tốt nghiệp tiến sĩ loại giỏi tại Đại học Tech Nhiên và đang đảm nhiệm nhiều vai trò quan trọng trong các tổ chức y khoa thẩm mỹ lớn, trong đó nổi bật là chủ tịch giám đốc y khoa tập đoàn y tế GRR và chủ tịch giám đốc y khoa Excellent Clinic. Tiến sĩ Ty được giới chuyên môn công nhận là bậc thầy trong làng y khoa thẩm mỹ. Tiến sĩ đã và đang tham gia giảng dạy tại các trường y khoa, cũng như là diễn giả của nhiều hội nghị chuyên sâu tại Hoa Kỳ, Do Thái, Trung Quốc. Ông đã có kinh nghiệm thực hiện hơn 8.000 ca phẫu thuật thẩm mỹ, trong đó có trên 6.000 ca phẫu thuật ngực, trên 1.200 ca phẫu thuật mặt, 1.000 ca hút mỡ, cùng 15.000 ca tạo hình gương mặt, trẻ hóa với filler và trị liệu da. Trong số hàng vạn khách hàng của mình, có nhiều gương mặt là các hoa hậu, ngôi sao và chính khách nổi tiếng. Ngay tại BB Thanh Mai, tiến sĩ Ty đã giành được sự khen ngợi của 100% khách hàng, trong đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Dr. Tao, he's a great guy. Mà cái là an toàn, thấy là luôn luôn nào cũng có bác sĩ Ty đứng đây. Wow. Nhưng thấy như thế nào? Nhưng nó sáng hơn bên này hả? Nó quốc, dễ sợ luôn á. Nhung ha. Wow. Cái gì kia không? Nó căng ra. Khi mà làm cái công nghệ này nó không đơn thuần là làm cho cái gương mặt mình nó gọn lại, mà tất cả những phần rãnh ấy nó đều được căng. Cái phần này nó bớt đi nhiều nè, và ngay cả cái rãnh này bên này nó cũng bớt đi nhiều. Đó, nó khác so với bên đây. Cái căng ha. Bên đây bớt nha, bên đây thì còn, chị bên đây chưa làm. Chị nhìn cái rãnh á. Đó, thì chị em thấy là bên đây nó sâu hơn này. Còn bên đây thì nó bớt hơn nhiều. Chị thấy ha. Chung là kiểu mà vậy thì ok ha. Trước về á thì Trang mới về đến nhà, Trang rửa mặt. Thì con gái Trang nó nói là Mẹ mới đi làm gì ra sao mà thấy cái mặt nó sáng. Đúng rồi, mẹ đi làm laser. Bên đây là cái phiên bản chính thức nè. Đây là phiên bản lỗi nè. Thì chị thấy là cái rãnh này nó sâu hơn nè. Liên hệ ngay tổng đài 1800-6617 hôm nay để được tư vấn và điều trị bởi tiến sĩ Ty và đội ngũ bác sĩ cực kỳ tài năng tại BB Thanh Mai bạn nhé.